Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy đây là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC các bạn. Đó, với phiên bản này là phiên bản 2022 thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết chiếc xe phiên bản 2022 so với phiên bản 2021, đó chính là phần bộ mâm xe. Giờ đây thì bộ mâm xe của chiếc xe GLC 200 4MATIC các bạn nhìn thấy nè, nó được thiết kế trông rất là thể thao ha, và nhìn nó có vẻ là bắt mắt hơn so với là cái bộ mâm của phiên bản 2020-2021. Về kích thước lớp thì GLC 200 4MATIC chúng ta vẫn giữ nguyên cái kích thước lớp là 235/55 R19 các bạn. Mâm của chúng ta vẫn là mâm 19 inch phía trước và phía sau, nhưng mà chỉ thay đổi lại cái thiết kế của phần bộ mâm xe thôi. Đó, và lớp xe của chúng ta vẫn là cái bộ lớp xe tie fit và có trang bị thêm bánh xe dự phòng ở phía sau. Đó, về bên hông thì chúng ta sẽ nhận biết được cái chiếc xe GLC 200 4MATIC ở cái phần bộ mâm xe, và thứ hai nữa là cái kính xe của chiếc xe phiên bản V1 này là cái kính phía trước và kính phía sau là cùng màu với nhau luôn các bạn. Thì trước đây thì các bạn sẽ thấy là kính phía trước là kính cách âm và phía sau là kính cách nhiệt màu tối. Đó, thì bây giờ Mercedes-Benz Việt Nam đã thay thế là cái kính xe là phía trước phía sau là giống nhau hết rồi. Đó, và giống như trên phiên bản là GLC 300 4MATIC mà Di vừa mới quay cho các bạn xem ha, kể cả cái kính sau cùng của các bạn. Đó, về phần ngoại thất thì chúng ta sẽ nhận biết được ở cái điểm đó so với là phiên bản 2020-21 với là phiên bản 2022 này. À, và một cái điểm nữa các bạn, là Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC với phiên bản V1 này thì được nâng cấp lên ở cái phần là khóa cửa thông minh. Có nghĩa là khi mà chúng ta chạm vào tay nắm cửa nè thì nó sẽ lock cửa ha, và chạm vào tay nắm cửa nó sẽ mở cửa. Thì đây là một cái tính năng mà Duy cực kỳ thích trên những cái dòng xe của Mercedes-Benz, và Duy nghĩ là đối với lần nâng cấp này Mercedes-Benz trang bị cho Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC cái tính năng Keyless Go này thì nó thật sự là rất là tuyệt vời luôn các bạn. Thì đối với lại những bạn mà hay sử dụng mà túi sách mà để cái chìa khóa ở trong xe các bạn, chúng ta chỉ việc đến gần xe và chúng ta chạm vào lóc cửa và chạm vào mở cửa thôi, nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. À, đối với mấy chị thì không cần phải là lục ở trong cái túi sách ra để mà tìm cái chìa khóa rồi bấm nút khóa, bấm nút mở thì nó cực kỳ là bất tiện ha. Ok, đây là một cái tính năng mà Duy thấy là Mercedes-Benz rất là hay trong cái việc là nâng cấp cho phiên bản GLC 2000 4MATIC này. Tiếp theo nữa là tính năng đá cớp các bạn nha. Đá cớp của chiếc xe GLC 300 này thật sự rất là nhạy luôn. À, khi mà chúng ta mang vác hành lý ha, hai tay rất là cồng kềnh thì không thể nào mà bấm chìa khóa hoặc là bấm nút để mở cái cốp xe được. Thì với cái tính năng đá cốp như thế này thì nó rất là ư là tiện lợi luôn. Đó, chìa khóa của chúng ta vẫn có thể để trong túi sách ha, hoặc là để trong túi quần, rất là tiện lợi. Đó, thì đây là cái phần nâng cấp bên ngoài cho cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC này. À, các bạn thấy với những cái trang bị lần này thì Mercedes-Benz trang bị cho em nó như thế nào ha. Ngoài ra thì Duy tiết lộ thêm một điều đó các bạn, là với cái giá bán là 2.099.000 thì Mercedes-Benz vẫn giữ nguyên luôn, vẫn giữ nguyên giá và thay đổi những cái option này. Đó, Mercedes-Benz rất là hiểu khách hàng của mình. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất nè. Hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi bên trong khoang nội thất của cái xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC phiên bản 2022. Thì về phần tổng thể các bạn sẽ thấy là cũng sẽ không có thay đổi gì so với lại cái phiên bản trước đây. Đó, đầu tiên thì chúng ta vẫn thấy là cái vô lăng của chúng ta ha, vẫn được thiết kế như thế này. Màn hình táp lô cũng như là khu vực ở giữa này cũng tất cả mọi thứ đều sẽ giống nhau hết. Nhưng cái phần gỗ này các bạn, đó, đối với chi tiết gỗ này thì bây giờ Mercedes-Benz sẽ thay đổi bằng một cái loại gỗ màu nâu, đó, có vân, nó nhìn rất là đẹp, và cũng đây là cũng là cái loại gỗ mờ các bạn. Thì so với lại cái gỗ mà của chiếc xe GLC 200 4MATIC trước đây các bạn, thì thật sự đối với cái gỗ này thì cảm thấy là nó sang trọng hơn, cũng như là tạo được cái một cái sự ấm cúng trong cái không gian nội thất. Đó. Về phần mà lo thì vẫn được giữ nguyên các bạn, GLC 200 4MATIC vẫn được trang bị lo Boommaster 13 lo ha, công suất là 590W. Hầu như những cái tính năng về tiện nghi ở bên trong của chiếc xe này nó cũng sẽ không có thay đổi gì hết. Đó. Ngoài ra thì một cái thay đổi nữa các bạn là
cái chất liệu da trên cái ghế này thì bây giờ đã được thay đổi bằng cái da Artico. Thì các bạn biết rồi ha, da Artico thì hầu như được trang bị trên hầu hết những cái mẫu xe của Mercedes-Benz ở cái phần táp lô này. Và cái phần táp lô này chính là một cái phần mà có thể nói là nóng nhất của một chiếc xe. Đó thì tại sao Mercedes-Benz trang bị cho cái da Artico ở khu vực này? Bởi vì là da Artico nó sẽ chịu nhiệt và bền hơn rất là nhiều so với lại những cái loại da da thật tự nhiên. Đó, và lần này Mercedes-Benz thay đổi cái ghế da Artico cho cái toàn bộ cái nội thất này thì Duy nghĩ là cũng rất là tuyệt vời. Nếu mà các anh chị và các bạn mà đã từng sử dụng cái những cái mẫu xe của Mercedes-Benz được trang bị da Artico thì các bạn cũng biết ha. Đó, về cái cảm giác mà khi mà Duy ngồi vào cái chất liệu da Artico này với lại da thật tự nhiên trên chiếc xe GLC 200 Formatic á, hoặc là GLC 300 á, thì cái cảm giác nó cũng sẽ không có khác nhau nhiều các bạn hả, không có khác nhau nhiều. Ngoài ra thì các bạn thấy nè, cái da Artico ở trên cái mặt ghế của cái GLC 200 Formatic này vẫn có đục lỗ luôn để tạo cái cảm giác thoáng khí và mát mẻ hơn rất là nhiều ha. Nè các bạn thấy nè. Đó, ngoài ra còn lại thì ở khu vực khoang sau cũng không có gì thay đổi so với lại cái phiên bản trước đây. Vừa rồi Duy cũng đã cho các bạn xem sự khác nhau cũng như là những cái thay đổi trên cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic 2022 này so với lại cái phiên bản trước đây. Đó thì lần này với cái những cái trang thiết bị được nâng cấp thêm cũng như là thay đổi thì với cái giá bán là vẫn 2.099.000.000, không có tăng giá các bạn. Thì Duy thấy là Mercedes-Benz khá là chiều chuộng khách hàng của mình, cũng như là Duy thấy là những cái trang bị lần này Mercedes-Benz trang bị cho em nó thực sự là rất là tuyệt vời luôn các bạn. Và có thể nói là cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này có thể nói là một cái chiếc xe mà rất là đáng tiền luôn các bạn, rất là đáng tiền. Đó, với số tiền mà chúng ta bỏ ra 2.099.000.000 này thì các bạn thấy là so với lại cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 thì các bạn sẽ thấy không? Nó hầu như là những cái tính năng của nó vẫn được tương đương với lại chiếc xe GLC 300 Formatic. Đó, các bạn vẫn thấy là có camera 360 độ nè ha. Đó, vẫn có loa boom master, vẫn có những cái trang bị hầu như là trên chiếc xe GLC 300 đều có. Đó, và với cái chiếc xe GLC 200 Formatic này có thể nói là cái chiếc xe mà Duy bán được rất là nhiều trong ba cái phiên bản là GLC 200 một cầu, GLC 200 Formatic cũng như là GLC 300. Thì để hiểu rõ thêm về cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này thì Duy sẽ mời các bạn xem lại cái video clip mà Duy đã review có phiên bản 2020 hay phiên bản 2021 thì Duy xin để ở cái link ở trên hoặc là để ở trong phần mô tả. Ok, bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz, các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các anh chị thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.